Rồi bài tiếp theo. Sao rồi, có tiếp thu kịp không anh ơi? Hay là ngồi bấm nữa? Thầy không biết, tí nữa mà thầy thấy cầm điện thoại là trừ tiếp. Rồi nghe. Nghe, hiển thị tổng tiền của các hóa đơn nhóm theo khách hàng. Chỉ lấy khách hàng có tổng tiền trên 50 triệu. Rồi nghe. Chỗ này nó hơi dài dài vòng vòng hơn rồi á. Bây giờ làm từ từ nè. Làm từ từ nè. Hiển thị tổng tiền các hóa đơn và nhóm theo mã khách hàng. Câu này làm được không? Trước dấu phẩy làm được không? Rồi. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ select sum tổng tiền from gì? Hóa đơn group by mã khách hàng. Đến đây kịp không? Chỗ này mình ghi thêm mã khách hàng chỗ này để dễ nhìn. Sum chạy. Và trong này nó có rất nhiều cái tổng tiền, và người ta nói chỉ chọn những tổng tiền mà trên 50 triệu thôi, chứ không lấy những cái tổng khác. Vậy chỗ này mình sẽ thêm từ khóa gì chỗ này? À, chỗ này nó là điều kiện. Nhưng hồi chú ý đi. Ở đây điều kiện, nhưng điều kiện có group thì chúng ta không dùng where, mà chúng ta dùng having. Chú ý chỗ này giùm thầy. Having some sum lớn hơn 50. Rồi, ok. Như vậy các bạn dùng từ khóa having. Khi mà có group thì điều kiện nó sẽ biến từ where thành having. Ở đây mình có tổng cộng là 40, trả về 40. Bây giờ mình sẽ chạy lại query này. À, cái này là do mình chạy. Với những tổng tiền trên 60, mình coi dưới này đi. Đây có 10 dòng nè, hồi nãy là 16 dòng. Bây giờ có 10 dòng thôi. Nó lọc những cái tổng nào mà nhỏ hơn 50 triệu, nó bỏ qua. Được không? Như vậy thì các bạn chỉ có thay đổi giúp cho thầy ở chỗ là điều kiện. Nếu không có group by thì các bạn đặt điều kiện ở where. Còn nếu mà có group by thì điều kiện các bạn đặt ở having. Khác tí xíu thôi. Thì nó cũng là điều kiện. Đó là cái câu này. Đúng rồi, giỏi. Có cái gì? Có là tổng lớn hơn 50 triệu. Dễ ha. Quá dễ luôn. Ủa rồi cái bạn nam mà ngồi bên em là đâu rồi? Vắng à? Bạn tên gì? Hả? Kim Tài. Kim Tài hồi nãy có điểm danh chưa?